Chuyện gì vậy? Không có gì đâu mẹ. Mẹ cứ vào nhà đi, để con nói chuyện với chị ta một lúc. Ừ. Cô hại em gái tôi sống vợ chết vợ, vậy mà còn ung dung cho được hả? Cô đúng là trơ trẽn quá đó. Tôi và anh Đông là đồng nghiệp, gặp nhau nói dăm ba câu là chuyện thường tình. Suốt ngày cho người theo dõi chồng, rồi chụp mấy tấm hình. Mới là người kỳ lạ đó. Nó tự tử và đang nằm bệnh viện đó. Cô bị điên hả? Nói gì cô mà sốc chết, vậy mà cô còn cười cho được hả? Cô nghĩ em gái mình sẽ chết, hay cô ta chỉ luôn suýt chết thôi? Làm cái gì vậy? Tôi cấm cô không được đụng đến cô gái của tôi. Vậy thì bác hãy lên canh chừng con bác chứ. Chuyện đó tôi tự lo. Còn cô về lo chăm sóc em gái của cô đi. Đừng có hở chuyện gì á là đi kiếm người khác để mà đổ hết trách nhiệm cho họ như vậy. Rõ ràng bác biết con mình sai rành rành như vậy mà bác cũng binh cho được hả? Người nhà thì luôn như vậy. Cô bất chấp mọi thứ vì em gái của cô, thì tại sao tôi không thể làm như vậy với con gái của tôi được chứ? Mẹ, con xin lỗi mẹ vì khiến mẹ phải xấu hổ vì con. Mẹ hỏi thiệt nè, con nhắm là con có chịu đựng được hay không? Nếu như bây giờ con không chia tay nó thì con sẽ gặp cái trường hợp này hoài luôn. Mà thậm chí nó còn tồi tệ hơn nữa kìa. Tụi con bây giờ chỉ quay lại như là đồng nghiệp thôi mẹ. Còn em gái cô ta bị tâm thần bệnh hoạn, con cũng không còn cách nào khác. Mẹ yên tâm, mai mốt sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Làm sao mà mẹ yên tâm được? Nó khùng khùng điên điên như vậy đó, mà con như vậy nè, làm sao mà mẹ không lo được chứ? Mà bây giờ con với thằng kia làm chung cơ quan như vậy, rồi trước sau cũng có chuyện xảy ra. Con sẽ chuyển công ty và không gặp anh ấy nữa. Mẹ đừng lo. Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Em lo là anh không có tìm ra được chỗ này, rồi em bị bỏ rơi luôn quá. Mà anh đi đường có mệt không? Chỗ này cũng không quá xa, chỉ có điều hơi vắng và khó tìm thôi. Thôi, lên xe, anh chở về. Dạ. Em ơi, em chịu khó ở lại đợi xe kéo đến nha. Chị về trước. Dạ, chị cứ về đi để em lo cho. Cảm ơn em. Chào anh. Cảm ơn anh. Được chưa? Ủa? Hai đứa con về rồi đó hả? Dạ. Chào ba. Mẹ hả? Cô. Chào ba, chào cô. Ba đi. Giỏi. Chào con. Con vô ngồi chơi. Bác đi rót nước cho uống. Dạ cũng trễ rồi bác. Con xin phép được đón bé Ly về. Còn sớm mà. Cho bé ở lại chơi với Tôm đi. Bác cũng cho con bé tắm rửa thay quần áo rồi. Dạ làm phiền bác quá à. Không có gì đâu. Thưa chị, giới thiệu với Trinh, đây là An, mẹ của Tôm. Hay là sẵn tiện còn ở lại ăn cơm với Hân luôn nha. Dạ thôi để dịp khác rồi bác. Con làm phiền quá. Vào lấy cặp. Chào bà, chào cô, chào chú, chào bạn về đi con. Dạ. Con chào bà, con chào chú, con chào cô. Bye bye Tôm. Con chào bác, chào anh, chào chị. Chào con nghe. Bye con. Bye bye con. Cảm ơn anh. Dạ. Con đó, khách tới nhà cũng không mở miệng mời khách chứ ngồi chơi chút nữa. Giờ cũng trễ rồi. Trinh muốn đón con của vậy mà mẹ. Thì mẹ cũng mời rồi. Cổ còn không nể mặt người lớn thì con mời cổ cũng đâu có ở lại. Mẹ, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi. Con được khéo mẹ đó hả? Lần này làm ăn mà không thành công thì biết tại ai rồi ha. Xin lỗi, em cũng biết tính mẹ vậy rồi. Anh yêu em, thương em được bao lâu nữa? Bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có đẹp đâu. Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình. Thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vỡ tan tành. Anh yêu em được bao lâu xem sớm nhất trên VieON.